chị nhá. Chào Kim Vạn Phúc, ngày hôm nay là ngày 11 ngày 11 tháng 6. Tức là ngày 20 âm lịch tháng 4 đó nhá, tháng 4 nữa. Tôi xin phép tranh thủ được vào làm việc luôn cái này. Chắc mấy phút nữa mình chạy đi được. Mấy phút nữa mình chạy đi rồi. Này, lâu lắm mới thấy lên nhỉ? Ê, đẹp quá. À đây. Anh bỏ này đi. Dũng bonsai. Đúng à? Lắm hoa quá nhỉ? Mini. Bao nhiêu tiền cái này anh? Anh bán có 150.000 thôi. 150.000. 150.000 ai mua cũng được, cứ gặp anh. Thật đây đùa, thật đây đùa đấy. Bán chậu không à hay là bán cả cây đây? Cả cây cả chậu, 150.000. Đọc số anh đi. Em thích gặp Dũng bonsai. Đọc số đi. 0989 33 44 28 28. Gặp anh Dũng bonsai. Ừ, nhưng mà gọi đừng có vào các khác nhá. Đây hiểu rồi. Chuyên dạo này chuyên nhài đẹp. Video của chú thì anh không dưới 10.000 cây. Dạo này chuyên nhài đẹp. À đi à. Không dưới 10.000 cây. Mỗi ngày anh làm ít nhất tầm 100 cây. Nhưng mà lít rưỡi thật đấy. Ừ. Okay. Đây anh bán rồi mang khách này. Ông Tị vừa lấy 2 cây xong. À bán cho khách đây gì? Anh bán rồi, bây giờ chở vào cho khách, khách chuyển khoản luôn. Ok. Tưởng bảo là con đi để lít rưỡi để bế luôn. Chú cứ thích chú sang anh. Hôm trước tới anh bao có cái củ to lắm rồi. Nhiều. Những củ như thế nó tầm tầm 1 triệu. 1 triệu. Hoặc hơn 1 triệu một tí. Ok, thế là biết sơ sơ rồi. Củ đẹp đặc như cái nồi cơm điện. Ừ, ok chưa? Nhất trí. Đấy. Anh em gọi nhá. Ok. Nhá. Anh em có nhu cầu cứ điện cho mình. Sáng sớm vẫn tươi đẹp rồi. À, ui giời ơi. Lại chùm Hoàng Văn Thám rồi. Chào anh Trung. Chào ông. Hôm nay hay quá nhỉ. Hồng Ngọc Mai, Mai Hồng Ngọc đấy. Đá này là vừa mài dao được đấy. Ok. Tác phẩm đấy là bao tiền đây? Tác phẩm này à? Tác phẩm này 4 triệu. Giá? 4 triệu. 4 triệu. Tác phẩm nghệ thuật. Đấy. Trăm đắng không ngọt. Hồng Ngọc Mai. Đấy. Ăn đá. Không anh bê lên. Quay. Được, đi được. Ở đây anh cứ bê đi. Có thế được à? Thế này về à? Đâu? Anh chở cho khách. Nhưng mà hết cây rồi à? Đấy. Ra hoa nhìn cái khoe. Đấy. Nghe chưa? Cái viên đá này là gắn vào cái chậu này rồi đúng không? Mong đặt trong. Chưa gắn chết. Được, sao còn thay chậu dễ thế? Đá cuội. Cái Hồng Ngọc Mai sao này? Đúng. Đẹp quá, đẹp thật quá. Đây cũng bên này cũng anh đấy, cũng Hồng Ngọc Mai á. Cái này thì bao tiền? Này 5 triệu. Chạy giờ đâu không ạ? Chắc đứng được mấy phút chạy giờ. 8 giờ vào làm rồi bây giờ vẫn ở đây. 5 triệu không? Đấy, đá thấm. Đá lũ á. À, đá lũ à? Nhưng có phải thấm thủy không? Hay là gì? Đá lũ á. Đá lũ là đá gì? Đá chơi. À đá chơi. Đá cứng. Chơi nó nhìn thấm thủy giống thấm thủy đấy. Không, đấy là nó rêu mất một thời gian. À kìa, đá chơi à? Đá chơi. Hay nhỉ? Đây có sắt này. Đấy, gặp thú cống lộng. Úi giời ơi. Bao nhiêu tiền cái này bác? Cái to để đây chẳng chơi đấy. Cái này nhìn quen đấy. To để đây. Cái ông nào đây? Ông đấy á? Người mà. Vâng. Xe máy em chở rồi. Anh xay nhá. Ok. Anh ô tô. Vào đây xe nào, vào đây, vào đây. Đấy. Đẹp đấy. Bao tiền cây đấy đấy bác? Cái nào? Đấy, cái vừa bê đấy. Cái đây ạ? Cái đấy 28 triệu. 28 à? Ok, đây nữa, ông này. Toàn ông đá nhỉ? Du nhè đá. Ghê nhỉ? Đấy này. Đấy, quay vào hẳn cả những cái chỗ nhè này.
du với trường vi để hợp với đá lắm nhỉ. Ừ. Ăn ngậm à, luôn. Dòng này ăn thì nhẹ đá nhanh. Đấy, như đỉa, như đỉa. Đấy. Như ốc sên đồng đỉa. Này quá, à, quên cái này bao tiền? Này 3 triệu cho lên đường. 3 triệu lên đường. Đấy. Chưa? Đấy. Du dễ này, du. Đấy, dễ này, đẹp đấy, dễ đấy. À, à. Ok, đẹp đấy. Đẹp đấy. Con phẩm du của Trung Châu. Ok anh, để sang ra. À, à đây, me này thì bao nhiêu anh? Me này là bao nhiêu tiền nhỉ? Me 3 triệu. Me 3 đồng. Này nhiều hàng ghê nhỉ. Đây đơn của anh này. Trang đỏ. Trang đỏ. Đấy, si đây. À gửi anh à. Giờ này thứ bán nhài ác lắm. Dũng bán nhài à? Đấy. Với bút suốt ngày nhài xanh ăn liền 2 triệu rưỡi lên đường 2 đồng rưỡi đấy. Giá thấp nhất chợ rồi. Hãy liên hệ với Trung Dâu. Đây thì việc chơi. Hãy liên hệ với Trung Dâu xem số điện thoại gì nhỉ. 0985837909. Đấy, quen quá rồi. Ai mà chưa biết thì mới xem thì alo nhé. Ông à, ông mang cái này nhiều cây không? Ông mang mấy cây đi? À, 4 cây. Cây dưới tưởng ông bán rồi. Chưa. Tôi bán này. Bao tiền đây ông? Dưới này, báo giá đấy. 6 triệu à? Báo giá. Được. 3 hả? 3 sàng. Trường đang say mê lắm. Ok. Hoa giấy bao tiền ông? 6 triệu. Cũng 6 à? Này lắm lộc. Mấy bông hoa tao cắt đấy. Này lắm lộc quá nhỉ. Cái này cái mới đấy chưa? Nhỉ. Trước nhìn không thấy. Dưới này là của người khác đúng không? Nhỉ? Yeah. Dưới này là của người khác nhỉ? Là của cháu đây. À không, bảo là đây. Cây này thì bao nhiêu? Đây của thằng cháu. Mới lên đúng không nhỉ? Cái này nhìn quen quen mà nhìn thấy ở đâu rồi? Chợ này đâu? Cái cây hai thân này bao nhiêu bác? Còn cây này? 3 đồng. Dâm lên đẹp đấy. Mày ở đâu mà mẹ cứ lên nhỉ? Cái đằng 3 tháng. À, 3 tháng. Dâm cành cũng có nét, rất có nét, già thế nhưng mà đấy tùy các bác thấy thích không, giá nó cũng được được đấy, 3 triệu, cái này chắc tầm độ 2 đồng, 10 đồng, cái này 8 triệu,
được cái nó sạch sẽ và sáng cây các bác, còn cần đợi thì là khó được. Là khó. Đấy, xong siêu. Đấy, chuẩn bị là thế này đâu. Có đẹp thêm cái nào đây? Đi đâu được đâu? Đi làm suốt. Cái này là xoay được không? Xoay xoay tí nhỉ? À, bê tông à? Bê tông à? Quay mặt này đi. Mặt sau nó hơi kém. Ta thì cái này có mấy triệu mà. Đây, củ cây này. Con này đẹp nhất trường rồi. Mặt đằng này mà đầy đầy tí thì thích nhỉ. Hôm nay nói chung là nó đẹp nhất chợ. Hôm nay đẹp nhất chợ rồi. Xin thôi. Sáng cây. Rất nhiều cây đẹp. Mặt sau này mà được tí đầy đầy như trước thì sáng sáng thì được. Chú ý đằng sau lốp ra thích đóng thêm một phát nữa vào. Mặt bên này mặt đẹp. Nhưng mặt này nó nở nhìn nó ra, mặt kia nhìn nó mở cổng mới. Nhìn kiểu như là mới lên chậu. Bên này mà đóng dịch sang đây tí có cân đối nhỉ. Cái này chứ chung người ta đơn giản thế. Có làm việc được tập là được đưa hoa lá cạch. Con này cứ 20 triệu anh mua. Con này cũng định bán không? Cũng cô của tuyển đấy. Nhưng mà nặng lâu quá. Nghỉ và phải đi làm vài tháng không ăn uống thì không ăn uống. Cứ như này chơi đôi nên là chơi được. Chơi được. Còn giữ được. Đồ lắm. Ok.